Top 10 câu nói khơi nguồn sáng tạo của Thomas Edison. 1. Để có một ý tưởng lớn, hãy có thật nhiều ý tưởng. 2. Con người của bạn sẽ thể hiện trong điều bạn làm. 3. Tôi không thất bại, chỉ là tôi đã tìm ra 10.000 cách không hoạt động. 4. Luôn luôn có cách tốt hơn cho mọi thứ, hãy tìm nó. 5. Thành công của tôi đến từ việc tôi chẳng bao giờ cần đồng hồ trong phòng làm việc của mình. 6. Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu, còn 99% là khổ luyện. 7. Giá trị của bạn nằm ở việc bạn là ai, chứ không nằm ở việc bạn có gì. 8. Đừng bao giờ nản chí nếu bạn thất bại, học từ nó, tiếp tục cố gắng. 9. Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó. 10. Không có gì thay thế được sự vất vả lao động.